Khoa học công nghệ đồng hành cùng sự phát triển của ngành dược là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Khoa học Công nghệ và Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương tổ chức ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo khoa học của chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC10, 11, 15 của Bộ Khoa học Công nghệ. Chương trình đang theo dõi thực hiện 69 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giúp các nhà khoa học Việt Nam làm chủ được nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến như công nghệ ghép đa tạng, công nghệ sinh học, sản xuất vaccine. Trong những năm qua, nhờ khoa học công nghệ, ngành dược Việt Nam đã có những bước phát triển mới, tiếp cận gần hơn với trình độ khoa học công nghệ y dược thế giới. Việt Nam đã sản xuất được nhiều loại thuốc, dược phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, góp phần tích cực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng như thuốc tiêm đông khô, vaccine rota sống, các loại thuốc có nguồn gốc từ dược liệu với vùng nguyên liệu an toàn, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay ngành dược chúng ta có 130 nhà máy dược và 4 nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP về của WHO. Chúng ta đã tự túc được gần 50% giá trị thuốc và 60% số lượng để phục vụ công tác điều trị cho nhân dân. Trong thời gian tới, ngành dược Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong nghiên cứu sản xuất dược phẩm, hướng tới chuyên môn hóa, hiện đại hóa, tăng cường khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, từng bước chủ động nguồn thuốc chữa bệnh, phục vụ nhân dân, giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn thuốc chữa bệnh và quan trọng nữa, góp phần giảm dần phụ thuộc vào nguồn thuốc nhập ngoại quá đắt đỏ do nhiều nguyên nhân, trong đó có hoa hồng quá lớn.